Hello everyone, how Hi. you? Hello. Ok, đã bạn nào quay clip gửi cho cô Trang chưa nhỉ? Hôm nay là ngày 30 rồi. À lộn, hôm nay là ngày 29 và ngày mai là ngày hạn chót rồi. Bạn nào đăng chưa? Giơ tay xác nhận để cô Trang vô cô Ủa Trang con ấy nữa. nè. Hôm nay ngày Ôi, cô nghe 30 con. mà cô. Thì hôm nay là ngày 29 rồi, là còn ngày mai là hạn chót nè. Ngày mai là ngày 30, đúng chưa? Đáng lẽ đâu ngày mai phải ngày 31 chứ ta. Ủa? Đúng rồi, cô nói lộn. Cô nói lộn, hôm nay là ngày 30. Hạn chót của mình là ngày 31, là vào ngày mai đó. Rồi các con, có bạn nào đăng chưa? Dạ, Chưa luôn á hả? Ok, hello Hạo Nhiên. cô bạn thấy chưa vào cô. Ok, Hạo Nhiên. Hạo Nhiên ơi. Hello. Why did you take a break? Dạ, Last dạ. period. Why did you take a break? Last lesson. Là sao bữa trước con nghỉ vậy? Thật ra là con mắc kệ mấy cái bài của trên trường con đó cô. Hình như là theo cô biết là các bạn đang trong quá trình ôn thi đúng không? Dạ vâng. Dạ có cô. Hạo Nhiên ơi, con có thể bấm vào bot chat, con đọc lại cái yêu cầu homework hôm trước cô Giang giao nhé. Con kéo lên phía trên. Đó, ở Ok phía cô. trên. Dạ con không có cô ơi. Con kéo lên phía trên, nó có tin nhắn từ hồi thứ ba đó con. Thật ra là con đang dùng ứng dụng của Microsoft Teams, còn cái ứng dụng hồi nãy là cái Google S. Thì cô đang nhắn bot chat ở trên Microsoft Teams mà. Hạo Nhiên nè, con có thấy bot chat mà cái con chuột cô đang chỉ không? Đó, Dạ đó thấy, chính là cái dạ bot thấy, chat. nhưng nó chỉ có tên con và bạn Gia Thịnh thôi. Rồi, con kéo lên phía trên. Con kéo lên phía trên. Kéo lên giống cô. Kéo lên nữa. Kéo lên nữa. Ok Đây. cô. Thì cô hay là cô cho con share đi, rồi con sẽ cô sẽ thấy. Cô cho con nhưng share mà thì cô. nhưng mà bật cái quyền cho con ở đâu nhỉ? Cô Trang không biết bật cái quyền cho mọi người. Dạ là cái ngày hôm qua nó bị xóa hết rồi cô phải gửi lại cô. Ủa vậy hả? Sao bên của cô Trang đâu có bị xóa đâu? Dạ bên cô giáo vẫn lưu lại cô. À, bên cô Trang vẫn lưu lại bình thường mà. Đâu, ở ngoài trang chủ của mình trên điện thoại của Trang là vẫn vẫn còn lưu lại bình thường mà các bạn. Trên điện thoại cả trên máy tính nó đều lưu lại hết chứ nó đâu có xóa đâu. Các con kéo lên tin nhắn phần phía trên á, tại vì các bạn nhắn nhắn vào trong bot chat rồi nó sẽ bị spam á. Nó bị trôi lên trên rồi. Con kéo hết cỡ này nó là màn hình màu đen luôn đó cô. Các bạn Vậy bấm là vào lớp 4D2. con để con vào lại cho cô. Đây nè, cô có ghi nè, homework 2 chấm quay video clip, đọc và dịch hai đoạn văn trang 24 sách giáo khoa. Sơn ơi, Gia Bảo ơi, con có thấy cái tin nhắn đó cô Trang gửi không? Thấy. Ừ, đúng rồi, các bạn đều thấy mà, sao như Quỳnh với Hạo Nhiên kỳ vậy? Khánh Còn Vy, không con có thấy thấy không Khánh nữa. Vy? Còn không thấy nữa. Ủa Sơn không thấy hả? Đúng rồi. Đây nè, các bạn có thấy màn hình cô Trang chia sẻ mà đúng không? Do you see my screen? Rồi ok. Đây. Đây là cái hộp bot chat. Các con thấy không? Rồi, các con nhấn vào đó. Như cô Trang nhấn. Đây có phải là nó hiện lên như thế này không? Nó hiện lên một loạt vậy nè. Xong ở trên này nó có ghi chữ today.
Nó có ghi chữ today. Today là gì? Của con là nó hiện lên là được ghi bởi người dùng không xác định đang ghi với cô. Ok. Rồi, cái này cô Trang sẽ gửi lại sau nhé. Nếu cô sẽ gửi lại sau cho các bạn chắc chắn nha. Để tránh trường hợp mà nó bị trôi tin nhắn giống ngày hôm bữa trước, thì lát nữa cô Trang sẽ nhắn tin nhắn này qua cho thầy Giang. Rồi Khánh Vy bật mic lên, cô Trang hỏi một vài vấn đề. Hôm thứ ba con đã tham gia vào cái group trường Anh ngữ Giang Tip mà cô để trong bóc chat chưa? Con đã tham gia được cái nhóm công khai đó ở trên Facebook chưa? Cô không thể nghe Khánh Vy nói gì cả. I can't hear you talk anymore. À, con thấy miệng bạn nói là rồi cô. Yes, I see your mouth. Rồi, như thế này nhé. Khánh Vy đã bật mic rồi. Không, Khánh Vy bật mic rồi. Nhưng mà không nghe được. Lại một vài vấn đề rồi. Ok, như thế này nha. Gia Thịnh bật mic lên cho cô coi Gia Thịnh. Lát nữa cái tin nhắn mà bài tập video clip hôm nay á, cô Trang sẽ gửi lại với thầy Giang. Rồi thầy sẽ gửi và nhắc nhở vào nhóm phụ huynh của các em, để tránh trường hợp mà nó bị trôi tin nhắn hay sao đó. Hạn chót nha, hạn chót là ngày mai á, là trong ngày mai các bạn phải quay video clip đó cho cô. Là tất cả các bạn đều phải quay nha, đây là hình thức bắt buộc nha. Gia Thịnh, why don't you turn on your camera? Rồi ok, cô thấy Gia Thịnh rồi. Sao mic của Gia Thịnh này bị gì vậy? Nói thử say hello to me coi. Thử chào cô Trang coi sao cô Trang không nghe con nói ta. Thấy đang mật mút nào không nói gì hết ta. Rồi rồi các bạn, đừng nhắn vào WhatsApp nữa nha. Gia Thịnh, con thử nói gì coi. Ờ con đang nói hả? Rồi, vậy là buổi học hôm nay cô không nghe được Gia Thịnh nói, Khánh Vy nói. Cô yêu cầu hai bạn ra nhờ sự trợ giúp của phụ huynh ngay bây giờ đi nhé. Rồi ok. Con nghe con nói gì cơ? Rồi ok, cô nghe con nói rồi. Rồi, còn lại là bạn Khánh Vy nè. I give you 5 minutes to. Nè Khánh Vy, I give you 5 minutes to have your mother or your father to solve the problem. Cô cho con 5 phút để nhờ ba hoặc là mẹ giải quyết cái vấn đề cái mic của con, tại vì hình như đây là lần thứ ba thứ tư gì rồi. Khánh Vy, cố lên giúp cô Trang nha. Rồi chạy ra nhờ người nhà đi, anh chị em, ba mẹ gì cũng được, sửa cái mic cho mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào bài học nha. Rồi cái bài này hiệu buổi cô Trang dạy kỹ, cô Trang không nói lại nữa nha, nói lại nữa là hết giờ. Ok, we start to fold, read again and write. Chúng ta bắt đầu ở number 4, bài thứ 4 này ha. Đọc lại, read là đọc, again là lặp lại. Read again. Bài này học rồi cô. Bài này có thể là con học trên lớp rồi, nhưng mà ở đây cô Trang mới vừa cô có về dạy bài này rồi. Dạy ở dưới rồi cô. Dạy thầy cô. Oh my god. Dạy tới bài này rồi cô, dạy bài review 1 á. Oh my gosh. Đứa coi tìm của bài bị số với cô. Ủa khoan. À là hôm cô Trang bị sốt hả? Sao bữa hôm thứ ba cô Trang hỏi là tiết trước có ai dạy không, thì các bạn nói là không. Có mà. Ủa con nói có cô gì nói mà cô? Cô Ngân á cô. Ủa vậy hả ta? Cô Trang nhận nhiều quá, cô Trang không nhớ rồi. Ok, chúng ta bắt đầu. Chúng ta bắt đầu bằng cái bài review 1 này ha. Vậy mà cô Trang đâu có biết đâu. Không. Cô có học qua bài review 1 không rồi? Là bữa đó cô Hương đã dạy cho các bạn cái review này chưa? Đã dạy chưa? Qua rồi cô. Rồi, đây chưa? Học đến trang 28 rồi cô. Hết rồi, đến trang 28. Bắt đầu từ trang 28 đúng không?
Đúng. Ừ, không phải cô ơi. Học đến đó rồi mà. Chưa. Rồi. Phải trên 26. Chưa. Rồi. Bớt đi nhạc hàng. Chưa nha. Chưa học tới đó nhạc hàng. Don't do that. Rồi. Why tất cả everyone turn off your micro now. Cả lớp tắt micro đi. Bây giờ cô sẽ mời một bạn nha. Rồi Gia Thịnh bật mic lên nói cô nghe. Dạ cô. Ừ, học tới bài nào rồi? Dạ học tới bài con nhớ rồi cô. Còn không nhớ nữa là sao? Trời ơi. Không nhớ cô. Rồi. Con ngủ xong là con hết nhớ rồi. Cô mời Như Quỳnh. Dạ là cái bài đang sửa bài số 2 trang 26 á cô. Ok, bài này đúng không? Write the correct words. Là sửa xong chưa? Cô hỏi này sửa xong chưa? Dạ rồi, đến bài số 3 cô. Rồi ok, chúng ta bắt đầu từ bài số 3 nha. Rồi cảm ơn Như Quỳnh nhiều nha, cảm ơn con. Ok, thank you. Read and write T. T tức là gì? Viết tắt của từ true. True à, đúng. Nghĩa là đúng. Gì vậy? À dạ, ai vừa mới alo hả? Gia Thịnh đó cô. À Gia Thịnh hả? Rồi ok. True or false. Nếu mà true thì mình ghi là T, còn nếu mà false thì mình ghi là F. Rồi ở đây chúng ta sẽ nhìn vào đây trước ha. Chúng ta có gì đây? Kate and Megan, Nam, Billy, Lloyd, Lucas and Bruno. Rồi bây giờ nè, câu thứ nhất, Nam is from Mexico. Nam là bạn này. Nam là bạn này. Một bây giờ cô sẽ mời vòng xoay ha. Bạn đầu tiên Hạo Nhiên. Hạo Nhiên. Dạ, dạ. Nói cho cô biết Mexico là nước nào? Mexico là nước. Là nước Anh cô ơi. Mexico. Thế thì đầu tiên nè, con đọc cho cô. Bạn Nam, con nhìn vào đây, bạn Nam là người của nước nào đấy? Lá cờ đỏ sao vàng này là nước nào nhỉ? Dạ, nước Việt Nam cô. Ừ, nước Việt Nam. Rồi, Mexico là nước có lá cờ. Đây nè, Mexico là nước có lá cờ xanh lá, trắng và đỏ. Xanh lá, trắng và đỏ. Và có hình dọc một này. Đây là Mexico, cô nhắc lại này. Mexico không phải là nước Mỹ nha. Nè, nước Mỹ là cờ này nè con. Nước Mỹ là cờ sọc đỏ trắng. Dạ, rồi đúng rồi, trên nền nè. Thật ra là nó có một cái hình của cờ của nó cô, là nó có màu xanh lá, màu đỏ và màu trắng và hình logo con đại bàng nữa. Yes, 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 that's right. Đấy, đây hình con đại bàng đây, nó chi tiết khá nhỏ ha. Đây nè, đây là nước Mexico. Nam is from Mexico, đúng hay sai? Đây nè, Nam đây nè. Cờ đỏ sao vàng có phải thuộc Mexico không? Hạo Nhiên, cô đang nói con mà, lưu của con mà. Hạo Nhiên, what are you doing? Dạ. Con đang làm gì vậy? Cô đang hỏi con mà. Dạ. Ừ, cô đang hỏi con là cái câu này nó ghi là Nam. Đến từ, cái từ from này có nghĩa là đến từ nè. Nam con đến từ rồi. Mexico phải không? Dạ không. Ok. Không thì mình sẽ điền false là điền chữ F, đúng chưa? Dạ. Ok, cảm ơn con. Nếu cái này đúng thì ghi chữ true. Yes, that's true. Ok, cảm ơn con nha. Rồi, lượt thứ hai. À, cô thấy Như Quỳnh sẽ phát biểu hăng hái nè. Rồi, mời Như Quỳnh. Hôm nay bạn nào... Nè, khoan từ từ nha. Hôm nay là bạn nào mà giơ tay á, thì cô Trang sẽ điền vào đây, tính luôn vào cái lúc mà mình sẽ chơi trò chơi nha. Đây, Quỳnh, giơ tay một lần rồi. Cô mời con. Câu số 2 nha. Đọc cùng cô nào. Lucas and Bruno are from Brazil. Yeah, Lucas and Bruno. Lucas
Brazil. Ừ, Brazil. Con có biết cờ của nước Brazil không? Dạ biết. Ừ. Là lá cờ nào nhỉ? Để lá cờ màu xanh lá cây. That's right. Có phải lá cờ màu xanh lá cây mà có một cái hình cầu màu xanh biển ở giữa đúng không? Dạ đúng. À đúng rồi. Thế thì câu này đã đúng chưa nhỉ? Dạ đúng. À đúng thì mình sẽ điền T. Yes, T có nghĩa là T is mean true. Cảm ơn con nhiều nha. Rồi, à, Quỳnh được 1 điểm cộng. Rồi, à, còn bạn nào muốn giơ tay xung phong phát biểu cô thứ ba không? Ok, cô mời Gia Thịnh. Ừ, Gia Thịnh đọc lên. Có. Gia Thịnh đọc lên câu thứ ba nè. Dạ ba, Eli is from Korea. Ừ, đọc lại cho cô. Đọc lại cho cô cái từ Korea. Korea. Ừ, Korea là nước nào con? Là nước Korea là nước Trung Quốc. Ở lại là nước Hàn Quốc. Như Quỳnh ơi, Như Quỳnh ơi. Là xứ sở, là xứ sở kia, à xứ sở gì ta quên mất rồi. À không là nó là Hàn Quốc. À, đúng chính xác là Hàn Quốc là xứ sở gọi là nền công Kim nghiệp Kim. Giải trí của các nước châu Á. Rồi tiếp tục nha. Đây Billy is from Korea. Đây Billy đây, cái tên Billy đây. Trước mặt bạn Billy là lá cờ của nước nào vậy Thịnh? Là trước mặt bạn Billy hả? Là nước cờ để tìm bạn Billy. À và nước Australia. À, là Australia hả? Dạ. Rồi con thấy bạn rồi. Billy nhìn. Sao con? Sao con? Trời. Trời con thấy á, bạn á. Bạn Billy đâu có nhìn vào lá cờ này đâu. No. Cái lá cờ này á mà nó để trước mặt ai thì chính là quốc gia mà người đó đến từ. Ủa, tiết học trước cô Hương dạy các bạn các màu lá cờ. À quên, cái màu lá cờ này các bạn không được học. Ok, rồi bây giờ cô sẽ nói phổ biến nha. Đầu tiên nhé, lá cờ đầu tiên này là lá cờ của nước Mỹ. Cả lớp tập trung chú ý nha. Lát nữa cô hỏi bạn nào không biết, bạn nào không biết cô đang nói tới lá cờ nào thì bạn đó bị phạt nha. Hảo Nhiên, Hảo Nhiên, what are you doing? Dạ. What are you doing? Dạ, con đợi, con ở đây hả cô ơi? Sure, are you sure? Yes. Okay, concentrate to my lesson. Tập trung hết sức nha. Rồi, đây là lá cờ của nước Mỹ. Có sọc đỏ, sọc trắng, màu nằm ngang. Đây là lá cờ của nước Mỹ, chúng ta đã thấy rất là nhiều. Nhất là khi mà các bạn đi xem phim, có bạn nào hay thích xem phim của Marvels không nhỉ? Xem phim Marvels á, là... Tất nhiên là Captain America. Ờ đúng rồi, Captain America này, hay là bộ phim nổi tiếng nhất mà vừa rồi mới ra mắt rạp phim, hiện đang công chiếu tại rạp phim luôn. Là gì nhỉ? Spider-Man No Way Home đúng không? Spider-Man! Đúng rồi. Ok, phim nó rất là hay nha. Nếu như mà bạn nào á, có điều kiện thì cứ thử đi xem một lần đi, rất hay. Thường con thường cũng có một cái phim về người khổng lồ xanh Hulk. À, Hulk, đúng rồi. Đây là lá cờ của nước Mỹ. Khi mà các bạn xem những bộ phim của nước Mỹ thì thường đoạn đầu phim người ta sẽ có một cái cảnh, có một cái phân cảnh là cái tượng đài nữ thần tự do. À, nữ thần tự do cầm gì? Cầm lá cờ Mỹ. Đây. Còn con á là coi á là kinh cầm quốc gì là. Còn có một lần quay ở Hạ Long Việt Nam mình đó. Với cô và khi người khi nữ thần tự do mà ta ở trong Photoshop á thì nữ thần tự do là mấy người, con thấy trong mấy người đó lại nữ thần tự do là người xong nữ thần tự do cầm cái đuốc người ta quýnh người ta luôn. Cô nữ thần tự do là cô nữ thần tự do với là con không phải là nữ đâu, đó là con trai á. Ok, stop here. Ok, chúng ta học tiếp nha. Mấy cái nói chuyện phím này lát nữa rồi nói chuyện sau nè. Rồi, vừa nãy cô có nghe Gia Thịnh nhắc tới lá cờ Úc. Nhưng mà rất tiếc với con, lá cờ Úc không phải là lá cờ đầu tiên.
mà lá cờ Úc là lá cờ thứ hai với một màu xanh đậm, gọi là một màu xanh thẳm, xanh thẳm, xanh biển đậm làm chủ đạo, và có hình dấu chữ thập bự hơn, rồi có hai cái hình dấu chéo này. Đây là lá cờ của nước Úc. À, con vừa nãy cô nói với bạn bạn nào ta? Nãy cô đang nói bạn nào? Bạn Hạo Nhiên, đúng rồi, bạn Hạo Nhiên. Hạo Nhiên ơi, nhắc cho cô nghe lại coi. Hạo Nhiên. Dạ. Yeah, dạ. Yeah. Lá cờ này là lá cờ của nước nào? Mexico. À, đúng rồi, của Mexico. Mexico với Mỹ hoàn toàn khác nhau nha các bạn. Đây là lá cờ của Mexico nè, đây là của Úc, đây là của Mỹ. Rồi, tiếp tục. À, đây là Việt Nam là biết chắc chắn rồi, cờ đỏ sao vàng, sắp Tết rồi là nhà nào cũng sẽ treo. À, rồi, còn cái lá cờ màu xanh lá cây này nè, rồi có một cái hình cầu màu xanh biển ở giữa, là lá cờ của nước nào vậy Quỳnh? Nhắc lại cô nghe. Như Quỳnh. Lá cờ. Ừ, lá cờ đó là lá cờ của nước nào con? Đâu cô không biết. Đây. Lá cờ này của nước Brazil. À, Brazil chính xác ha. Việt Nam nè, Brazil nè, Mexico, Úc hay còn gọi là Australia. Rồi đây là nước nào? Mỹ, United States. Thái Lan cô. À, vậy cái cô và vậy cái không nói leo đây gì với cô. Ừ, Hạo Nhiên không nói leo nè. Rồi bây giờ mình học tiếp nha. Rồi từ từ nè, từ từ, rồi bạn nào có ý kiến thì giơ cái tay để trên app đó, để đó rồi cô Trang mời tới. Rồi vừa nãy mình đang giải tới câu 3 nè. Billy is from Korea. Câu số 3 này Thịnh, con điền đúng hay sai? True or false? Dạ con form. False đúng không? Vì sao false? Tại nó sai. Ừ, sai chỗ nào? Giải thích. Giải phai sai là chỗ là Bill Long phải ở Korea. À, vậy Billy đến từ đâu nhỉ? Tới từ nước của mình. À, lần tới nước của mình. Nước của mình, thấy lá cờ này là nước lá cờ nào đấy? À, tới từ mẹ. Hả? Đến từ đâu? Tới từ American. À, đúng rồi. À không nha. Ừ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. À, đến từ nước Anh đúng không? À lột, đến từ nước Mỹ. Trời ơi cô Trang bị liệu. Đến từ nước Mỹ. Rồi, tiếp tục nào. À, câu thứ tư, cô mời một bạn khác. Ai xung phong nè? Vừa nãy là có Quỳnh xung phong, có Thịnh xung phong. Rồi, cô nhìn thấy hai cánh tay. Như Quỳnh xung phong rồi, làm gì mà xung phong nữa? Rồi, mời Gia Bảo. Mời Gia Bảo làm câu thứ tư cho cô. Đọc lên nào. Rosa is from the USA. Rosa is from the USA. Con có biết USA là nước nào không? Là nước Mỹ. À, nước Mỹ. United State. Bạn nào biết cách viết tắt này không? Alo. Yes. À, ai biết không? Ai biết không? Bạn khen đi cô. Cái này á là viết tắt của chữ United States. American, United States of America. Người ta sẽ viết tắt lại là USA. Rồi, đây là nước Mỹ. Vậy thì con nhìn vào đây cho cô nào, bạn Gia Bảo nhé. Rosa đây. Rosa dưới Rosa đến từ nước nào đây? Đây là cờ của nước nào nè? Mexico. À, đúng rồi, của Mexico, của Mỹ ha. Không phải là của USA. So, in here we choose true or false. False. Ah, false. Okay. Thank you, Gia Bảo. Very good. Right. Nào, bạn nào giơ tay nữa nào? Gia Bảo được một điểm cộng. Okay. The next. Who won? Okay. Mời Sơn.
Mời Sơn. Yeah. Ừ. Câu số 5 nào, mời con. K N Megan. Megan are from Australia. À, đọc lại nè. Australia. Australia. Yes, that's right. Câu này có nghĩa là gì vậy? Dịch giúp cô nào. Ken và Megan. Megan. Megan đến từ nước. Vừa nãy cô Trang nhắc Australia là đúng rồi, Australia là nước Úc. Nước Úc thì có con gì nhỉ? Con gì mà hay quảng cáo cho máy lọc nước ta? À, mời Như Quỳnh, con gì hay quảng cáo? Kangaroo. Yes, that's right. Nước Úc thì nổi tiếng với kangaroo là chuột túi. Rồi, tiếp tục nào. Còn câu cuối cùng nào, cô mời bạn gái Thùy Mỹ nhất lớp mình. Cô mời Khánh Vy. Nào, đọc cho cô câu này lên trước. Khánh Vy ơi. Cô nhớ Khánh Vy, mất cô mô khách à, mất Khánh Vy bị hư cô. Okay. So, Khánh Vy, can you chat on the box your answer? Con có thể nhắn vào box chat cái đáp án của con không? Câu này con chọn true or false. Khánh Vy ơi, nhắn vào chat đi nè. Khánh Vy ơi, where are you now? Khánh Vy nhắn vào bot chat câu trả lời giùm cô nào. Câu số 6, con chọn true or false. Khánh Vy ơi, mãi chưa thấy thông báo tin nhắn. Ok, à con chọn false. Rồi, bây giờ chúng ta cùng phân tích tại sao Khánh Vy lại chọn false nhé. Đầu tiên câu này nó nói là ploy đến từ Thái Lan. Ploy đâu? Đây là bạn ploy. Lá cờ này phải của nước Thái Lan không nhỉ? Bạn nào cho cô biết đây có phải chính xác là lá cờ của nước Thái Lan không? Ai có thể nào? Who can? Oh, cô mời Như Quỳnh. Dạ là đúng luôn cô. À, đúng chính xác luôn đúng không? Rồi, đúng rồi. À, hôm bữa Thái Lan với Việt Nam thi đấu cái con có cờ đá banh không? À không. Dạ, hôm đó cô nhớ chính xác là ông tài với nó. Việt Nam mình thua 2-0 cơ. Ông tài. Ông mà tài. Cái hôm đó với Thái Lan là lớp mình đang học mà, lớp mình đâu có coi được đâu. Đâu. Đá lại cô. Đá à. Lại Việt Nam vẫn thua 2-0. Ờ, đá lượt đi và đá lượt về. Đâu, đá lượt về thì là hòa. Cái ông tụt tài kia kỳ lắm luôn. Về thì về, còn đá lượt đi mới thua. Cô coi rồi đó, bạn Khang á, bạn Khang nói nè. Bạn mới bắt con học mà, thứ tư đá lại được không á cô? Rồi, ok, bây giờ nè, khoan, hãy bình luận về đội tuyển Việt là về đội tuyển Việt Nam. Thôi, dù gì thì... 5 năm trước mình cũng đạt được giải Asian Cup rồi. Năm nay thì coi như là mình cho đội tuyển Việt Nam mình nghỉ ngơi bữa đi ha. Rồi bây giờ cô mời bạn nào đây?
Ok, ai có thể xung phong? Rồi, bất chấp luôn, cô mời Sơn. Sơn ơi, bây giờ cô sẽ chỉ vào bất kỳ một lá cờ nào trong 6 lá cờ này và con nói hết đúng, 6 lá cờ thì con sẽ có 2 điểm cộng. Okay. Rồi, ok. Rồi, lá cờ đầu tiên. Cô tự nói một trang mà đâu phải trên sân đâu cô. Nào, bạn nào vừa mới nói vậy, nói gì nói lại cô nghe. Dạ, thật mà, tôi đã nói mà. Rồi, các bạn không nói leo nữa nha. Rồi, Thailand, chính xác, Thailand, Thailand. Khi mà mình đọc tiếng Anh đó, thì mình đọc là Thailand, Thailand, chứ mình không đọc là Thái Lan nha. Rồi, lá cờ tiếp theo nè. Sơn chú ý nha. Australia. Yes, Australia, chính xác luôn. Australia là nước gì? Nước Úc. That's right. Tiếp tục. Brazil. Yes, Brazil. Mexico. Mexico. Vietnam. Vietnam. The USA. Yes, the USA. Okay, thank you. You have 2 plus. Con có 2 điểm cộng. Right. Who can? Okay, mời Như Quỳnh. Dạ con. Okay, chúng ta bắt đầu luôn ha. Let's get it. The first. Thế nào cô? Đây. Brazil. Brazil, chính xác. Tiếp tục. Là Mexico. Chính xác. Dạ là USA. Đọc lại nào. The USA. USA. The USA. The USA. Chính xác. Australia. Thailand. Vietnam. Yes, okay, thank you, so good. Rồi, bạn nào nữa nào? Như Quỳnh, you have... Con bé. Okay, Gia Thịnh. Don't make noise in my class. So, vì vậy, I will invite Gia Bảo. Vì vậy cô sẽ mời Gia Bảo. Thịnh nó leo ha, suốt ngày nó leo trong lớp của Trang. Rồi ok. Mời Gia Bảo. Brazil. Mexico. Vietnam. Thailand. Yes, Thailand. The USA. Australia. Yes, Australia. Excellent. Rất tốt. Okay. Gia Bảo, you have 2+. Rồi. Bây giờ sẽ tới lượt ai nữa đây? Gia Thịnh đi vệ sinh rồi hả ta? Hạo Nhiên, it's your turn. Hạo Nhiên. Dạ. Yeah. I will complain your attitude. Dạ. Yeah. Có phải dịch lại không? Cô sẽ phản ánh cái thái độ học tập của con với mẹ nhé. Tại vì trong giờ học cô không biết là tiết khác thì sao, nhưng mà tiết cô mỗi lần cô gọi Hạo Nhiên là phải tới 3 hoặc 4 lần. Rồi, bây giờ Hạo Nhiên, nãy giờ con không nghe như vậy, con có biết cô và các bạn đang làm gì không? Hạo Nhiên ơi. Dạ con không biết cô ơi. Rồi, bây giờ cô chỉ lá cờ nào, con sẽ đọc tên lá cờ đó giúp cô nhé. Rồi, the first. Ô
Australia. Yes. Brazil. Brazil. America. America. Mexico. Mexico. What? You don't know this country? Oh, country. No, no, no. Country có nghĩa là đất nước. Cô đang nói là con không biết là cái nước này sao. Con biết cái nước này hả? Cái nước này nha. Thủ đô của nó là Bangkok. 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 Thủ đô của nước này là Bangkok. Bangkok với con. Bangkok. Nước nào có thủ đô là Bangkok nha? I don't know. Nước này là nước thuộc thuộc các nước Đông Nam Á. Thế con có biết Lisa trong nhóm Blackpink không? Con biết cô. Lisa trong nhóm Blackpink con có biết là where does he from? I don't know. Nhưng thử con cũng ít coi Blackpink lắm. Vậy hả? Vậy thôi cô nói lại ha. Đây là cờ của nước Thái Lan. Thái Lan có thủ đô là Bangkok. Được chưa? Trời ơi, nó sớm mà ta tưởng là nó phải là Thái Lan chứ cô. Đây là Thái Lan. Rồi còn đây là nước nào? It's Vietnam. Okay, thank you. Và coi cô và bạn Nam á là cũng có trùng cái chữ đẹp Việt Nam á cô. Yes, I know it. Rồi. Khánh Vy ơi. Have you fixed your microphone? Con đã sửa xong cái microphone của con chưa? Nếu chưa thì con nhắn vào trong bot chat là not hoặc là not yet hoặc là no. Ok, vậy thì còn một mình Gia Thịnh nào? It's your turn. Cô lắc quá con thấy cô trình bày luôn á cô. Rồi, thấy chưa? Ai rồi thấy cô? Rồi, ok. Đầu tiên nhé, nước này nè. Con chụp cô đâu cô? Nó được tắt rồi kìa. Thôi con thấy cô nhìn bậy. Thì nói rồi, thắt cho vào lại thôi. I'm still share my screen. Cô vẫn đang trình bày mà. Yes. Giờ thắt cho vào lại nha. Rồi thắt ra vào lại. Thấy rồi. Rồi ok, bắt đầu nha. Dạ. Where is Rosa from? Dạ cô là Mexico. Yes, Mexico. Đọc lại. Mexico. Yes, ok. So, rồi, cái màn hình đó how about Lloyd? Tới từ where tới is Lloyd from? Tới từ Thái Lan. Yes, đọc bằng tiếng Anh. Thailand. Thailand. Rồi tiếp tục nào. And Lucas and Bruno, where are they from? Luno ở đâu ta? Cô Luno ở đâu vậy cô? Đây nè, Lucas and Bruno. Where are they from? Luno ở đâu? Ủa, nó bị tắt nữa hả? Con không thấy con chuột của cô luôn á, con thấy hai tên luôn nổ luôn. I think you have a problem with your device. Quá lắc luôn cô. Vậy là mạng nhà con có vấn đề rồi. Cô có mạng nhà con bốn cột luôn á cô. Everyone đều tất cả các bạn đều thấy. Con thấy rồi. Brazil.
Sao cái mic của bạn gì mà nó to như dữ vậy? Rồi ok, cảm ơn Hạo Nhiên đã nhắc nhở nha. Rồi đây đúng là Brazil rồi ha. Tiếp tục nào. Được có. Đây, đây là nước nào? Australia. Yes, đọc bằng tiếng Anh. Australia. Australia. And this here? American. Yes, America. America nha. America. Ờ, có đọc America mà cô. Nãy cô nghe đọc là American. American là người. Rồi ok. Chúng ta đến với bài tiếp theo. Cô còn thiếu Việt Nam đó cô. Trời ơi, cái đó là thuộc vào cái mức độ easy rồi. Mình là người Việt, mình sẽ tự nhận biết được chứ. Nam, có gì đâu. Nam đến từ OTD. Đến từ OTD hả? Rồi ok. The number 4. Right. We have 1, 2, 3, 4. We have 4 words in the box. Chúng ta có tất cả là 4 từ trong cái hộp gợi ý này. Và 4 cái từ này sẽ dùng để điền vào 1, 2, 3, 4, 5. Đây, điền vào 5 chỗ trống này nhé. Đầu tiên nào. Like. Like là thích. Còn like này cũng là thích, nhưng mà nó có thêm chữ S. Có thêm chữ S. Vậy khi nào thì động từ thêm S? Một bạn nào đó nhắc lại giúp cô. Cô mời Sơn. Khi yes. nào thì mình dùng cái chữ like này bình thường, còn khi nào thì mình dùng chữ like mà phải thêm S? Nếu động từ số ít thì phải thêm S. Động từ con nhiều. Nói nhầm rồi, chủ từ số ít chứ không phải là động từ số ít. Chủ từ số ít thì phải không có S. No. Không. Chủ từ số ít thì động từ phải thêm S. S. Động. Chủ từ số nhiều là không thêm S. Ừ. Nhắc lại cho cô, chủ từ số ít là gì? Cô mời bạn Thịnh. Chủ từ số ít gồm những từ nào? Chủ từ số ít gồm những từ. Cái này là dạy từ buổi đầu tiên đi học nha. Dạ là she hay she he she he ba dấu chấm. Sao hả Thịnh? Si hi nam. Ừ, si hi nam. Đây. Gì nữa? Còn một cái nữa. Đây, đây. Không phải, đây là họ. Họ là nhiều người hay một người? Sao họ là một người? Họ, bọn họ là nhiều người chứ. Mà nhiều người thì phải xếp vào chủ từ số nhiều chứ. Nè, chủ từ số ít gồm he, she, it, name. Con thiếu cái chữ it. It có nghĩa là nó. Nhớ chưa Thịnh? Nhớ rồi con. Ok, repeat that. Lặp lại nó ngay lập tức. Chủ từ số ít gồm những cái gì? She, it, name. Đọc to lên. Say loudly. She, he, it, name. Ok, that's right. Rồi, bạn tiếp theo cô mời Như Quỳnh. Yes. Chủ từ số nhiều gồm những từ nào? Dạ là she, he, it, name. Cái gì? Lộn, chủ lộn, từ lộn, số lộn, nhiều. Cô lộn cô. Are you with day? Ừ, are you with day, chính xác. Rồi, khi mà chủ từ số nhiều thì cái động từ là động từ thích này nè. Cái chữ like này chúng ta không cần phải thêm s. Còn khi phải thêm s là động là chủ từ, nó phải là chủ từ số ít, thì cái chữ like này mới phải thêm s. Và cái chữ don't và doesn't cũng y chang như vậy. Don't là để dành cho chủ từ nào nhờ Gia Bảo? Thưa cô, là chủ từ số nhiều. Chính xác. Còn doesn't? Doesn't dành cho chủ từ số ít.
Đúng rồi, cảm ơn con. Rồi, đó là cô vừa mới tóm tắt lại những cái bài cũ ha. Bây giờ cô có 1, 2, 3, 4, 5. Cô có 5 câu này. Bây giờ các bạn cô sẽ phân ra rồi các 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lớp chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi. Câu thứ 2, cô mời bạn Hạo Nhiên làm. Các bạn sẽ gõ đáp án của mình vào bot chat giúp cô. Câu số 2 là Hạo Nhiên nha. Còn câu số 3 là bạn câu số 3 nó có hai chỗ trống này nè, cô sẽ phân ra nhé. Câu số 3 chỗ trống thứ nhất là bạn Như Quỳnh, chỗ trống thứ hai là bạn Khánh Vy. Câu số 4 chỗ trống thứ nhất là bạn coi cô, coi số mấy gì cô? Câu số mấy gì cô? Con là nguyên câu số 2 luôn, cả hai chỗ trống của câu số 2 là con làm hết. Dạ. Dạ. Rồi. Câu số 4, chỗ chấm thứ nhất là của Gia Thịnh, chỗ chấm thứ hai của Gia Bảo. Rồi, câu số 5, Gia Thịnh, Gia Bảo, Hạo Nhiên, Sơn rồi, Như Quỳnh rồi đúng không? Ủa, còn ai chưa có? Sơn chưa có đúng không? Rồi, bạn Sơn làm cho cô chỗ chấm thứ 5. Sơn làm cho cô nguyên câu thứ 5 nha con. Gõ đáp án của mình vào bot chat. Lối sau đã rơi. Còn ba bạn còn lại nha, mới có ba bạn thôi á. Không. Dạ là để con nửa chút này để con nói chuyện với cô, nói chuyện với mình nói xíu nha. Okay, have you finished? 1, 2, 3, 4. Có bạn Gia Bảo, Như Quỳnh, Hạo Nhiên, Khánh Vy, Sơn và Thịnh đâu?
Ok, sorry guys. Nãy giờ cô đang nói chuyện mà cô quên bật mic. Rồi, Gia Thịnh, giờ con nghe cô nói chưa Gia Thịnh? I don't hear Gia Thịnh talks anymore. Vậy còn Gia Bảo thì sao? Can you hear me? Yes. Ok, bây giờ chúng ta làm câu 1 nhé Gia Bảo. Rồi, câu thứ 1, chủ từ ở đây là gì nhờ Gia Bảo? Bảo ơi. À, đúng rồi, chủ từ số ít. Vì vậy, like ở đây chúng ta phải thêm s. Chủ từ số ít là sao nhỉ? Ở đây Duy là tên riêng đúng không? Tên riêng thì chúng ta xếp vào name. Name là có trong nhóm chủ từ số ít. Rồi, tiếp tục ở đây cũng vậy. Chủ từ ở đây của chúng ta là gì nhỉ? Cô mời Như Quỳnh. Dạ cô. Ừ, đây đang là chủ từ gì đây con? Dạ chủ từ số ít. Ừ, đây là chủ từ số ít. Chủ từ số ít, vì vậy chúng ta nói là doesn't like, đúng chưa con? Dạ đúng. Ừ, đúng rồi, doesn't like. Nè các bạn, nãy giờ cô quên nói với các bạn là các bạn sẽ lựa chọn thích hay không thích là ở trên cái bảng này nha. Đây nè, thí dụ như bạn Duy nhá, người ta để một cái hình chơi bóng chuyền. À, chơi bóng chuyền là gì? Volleyball. Chơi bóng chuyền là volleyball. Rồi, chơi bóng chuyền, để hình mặt cười. Vậy có nghĩa là bạn Duy thích chơi bóng chuyền. Ở đây người ta có nói nè, Duy likes playing volleyball. Ha? Ở đây chúng ta có dữ kiện là playing volleyball, chơi bóng chuyền. Vì vậy chúng ta sẽ chọn là like. Like có nghĩa là thích. Nào Như Quỳnh ơi, con quên tắt mic rồi. Yeah. Ok, chỗ chống thứ hai chúng ta có fishing. Fishing là gì nhỉ? Fishing là câu cá. Fishing là câu cá, nhưng mà ở cái cột của bạn Duy nè, nhìn thẳng xuống cái cột của bạn Duy, câu cá đang để mặt buồn hay là mặt vui đấy. Cô mời bạn Giáp, cô mời bạn Sơn. Yes. Sơn ơi, chỗ này, đây nè, cái dữ kiện câu thứ hai, yes, người ta cho là fishing là câu cá đúng không? Vậy cái hình câu cá của bạn Duy thích hay không thích? Đúng là. À, không thích, nhưng mà tại sao con lại dùng từ là don't like? Chúng ta biết là không thích rồi, nhưng mà chúng ta sử dụng don't hay doesn't là phụ thuộc vào chủ từ. Chủ từ ở đây đang là he, vậy thì con chọn là don't hay doesn't? Doesn't like. Doesn't like. Ok, rồi câu số 2. Câu số 2 vừa nãy cô giao cho bạn Hạo Nhiên. Rồi, Hạo Nhiên ơi, bật mic lên cho cô nè. Dạ. Ờ, chỗ đây cái dữ kiện người ta cho mình là gì đây con? Lee and me doesn't like doing gymnastics. Ok, cô chỉ đang hỏi dữ kiện. Dữ kiện chứ, tức là cái mà nắm chủ chốt để con biết con chọn thích hay không thích nha. Đây, dữ kiện đang là doing gymnastics. À, doing gymnastics đúng không? Dạ. Ừ, doing gymnastics là gì? Dạ cô là vô rồi cô ơi. Thể là dục dụng yoga cụ. Phải không cô? Thể dục dụng cụ. Không, gymnastics không bao gồm yoga dạ. Nhé. Rồi, dạ. Đây là môn thể dục dụng cụ nè. Dạ. Rồi, ở đây bạn Ly và bạn My để một cái hình mặt buồn. Vì vậy, chúng ta biết là hai bạn này không thích. Và một điều nữa, con nhìn vào đây cho cô. Con chọn đáp án là doesn't like đúng không? Hạo Nhiên, chỗ này con chọn đáp án là doesn't like đúng không? Dạ cô, là con chọn cô A là con chọn doesn't like và cô B là con chọn like. À, rồi. Nhưng rồi, con rồi. Bị viết sai chính tả về chữ S. Rồi, con cô chưa nói chỗ chấm thứ hai, cô đang nói chỗ chấm đầu tiên ha. Ở đây đúng là Ly và My là tên riêng. Nhưng mà con phải xem xét lại. Ở trên này nè, Duy cũng là tên riêng, nhưng mà chỉ có một mình bạn Duy thôi. Còn ở đây, Ly và My là mấy người? Hạo Nhi? Ly và My đang là mấy người? Ờ, à, đang là dạ, hai là người. Đúng rồi, đang là hai người. Vậy thì ở đây con chia chủ từ số ít hay số nhiều? Hai người, vậy Ly và My có còn là chủ từ số ít nữa không con?
mặc dù nó là tên riêng đó, nhưng mà nó là hai cái tên đứng cùng với nhau mà. Nó đang kêu cả bạn Ly và bạn My mà. Đúng không? Is this right? Hạo Nhiên? Dạ. Ủa, nãy giờ con không nghe cô nói hả? Cái này là cây là được Ly và My. Cũng Ly là và My là mấy người? Dạ là vậy là hai người. À, Ly và My là hai người, vậy ở đây chia số ít hay số nhiều? Dạ là không thích cô. Cô đang hỏi là chia số ít hay số nhiều? Dạ sư, dạ cô là số nhiều. À, bởi vì nó là hai người đúng không? Đúng không? Dạ đúng cô. Rồi, ở trên này là cái mặt buồn chứng tỏ không thích. Vậy bây giờ không thích là don't hoặc là doesn't, con chọn cái nào? Doesn't like. Vẫn doesn't like. Doesn't là dành cho chủ từ số ít. Còn Ly và My ở đây đang là hai người. Like, cô ơi. Dạ don't like. À, Ly và My là hai người, chúng ta phải chia chủ từ số nhiều, chúng ta sẽ chọn don't like. Rồi, tiếp tục qua chỗ chấm thứ hai của Hạo Nhiên nè. Hạo Nhiên, chỗ này playing the piano, đúng không? Playing the piano là chơi piano. Mặt người ta để mặt cười, chứng tỏ Ly và My đều thích. Ở đây người ta không dùng là Ly và My nữa mà người ta dùng là họ. Người ta kêu là họ. Thì mình cũng là chi chủ từ số nhiều. Dạ cô. Vì đúng rồi. Nó được, vì nó có hai tên sẵn rồi cô. Ừ, đúng rồi, nó có nêu hai cái tên đó ở đầu câu rồi, câu thứ hai người ta sẽ không nêu lại. Rồi, cho nên là chỗ này chúng ta sẽ chọn like, không có s nha. Bởi vì đang chia số nhiều thì không được thêm s. Rồi, tiếp tục. Câu số 3, chỗ trống thứ nhất là bạn nào làm vậy? Lên tiếng giúp cô. Câu số 3 là Như Quỳnh và Khánh Vy. Rồi, đầu tiên, con, Như con là Quỳnh. Câu số 1 đó cô. Đầu tiên cô. Nãy cô giao Như Quỳnh là câu số mấy? Câu số 3 là câu đầu tiên cô. Ờ, câu số 3 chỗ chấm thứ nhất. Câu số 3 chỗ chấm thứ nhất. Ờ, đúng rồi, cô biết. Rồi, của Như Quỳnh là con chia là like thêm s. Rồi, cùng đối chiếu nha. Rồi, ở đây, reading comics. Reading comics đang để hình mặt cười chứng tỏ là yêu thích, đúng không? Rồi, chúng ta phải xem lại. Đây, chủ từ đang là one, là tên riêng. Và chỉ có một mình bạn Oanh thôi, không còn ai khác nữa. Nobody else, không còn ai khác nữa. Vì vậy chúng ta sẽ chia là like, có s. Ừ, đúng rồi. Rồi, rồi chỗ chấm thứ hai là của bạn Khánh Vy. Khánh Vy có hai đáp án, cô sẽ lấy đáp án cuối cùng nha. Đáp án cuối cùng của con là don't like thêm s, là con ghi don't. Xong rồi chữ like thì thêm s. Hoàn toàn sai nha con. Nào, Khánh Vy nhìn lên đây cho cô nhé. Hoặc là don't like, hoặc là doesn't like. Chứ không có cái kiểu mà don't rồi like lại thêm s. Không nhé con. Chỗ này là she. She ở đây đang chỉ bạn Oanh nè. Nói chung cứ thấy chủ từ là she là chúng ta biết đây chia số ít. Rồi tiếp theo, playing chess. Playing chess ở đây là mặt buồn, chứng tỏ không thích. Và không thích của số ít là gì? À, không thích của chủ từ số ít chắc chắn là phải chọn doesn't like. Ok, chỗ trống này chúng ta sẽ điền là doesn't like. Rồi, bạn đáp án của bạn bạn Khánh Vy chưa được chính xác lắm ha. Rồi, còn câu thứ tư. Câu thứ tư vừa nãy chỗ trống thứ nhất là bạn nào làm? Sơn hay là Gia Bảo vậy? Sơn cô. À, là Sơn rồi. Không, con là thứ năm cô. À, Sơn là làm thứ năm. Vậy là cái chỗ chấm thứ nhất của câu thứ tư là của Gia Bảo hay là của Thịnh? Của Gia Bảo là câu số 2 là của bạn Thịnh cô. Gia Bảo đúng chưa con? Đúng cô. Gia Thịnh bật camera lên cho cô. Gia Thịnh. Gia Thịnh vắng. Dạ rồi. Có. Ủa sao nãy giờ con đi đâu? Dạ nãy giờ con bị mạng lắc quá thắt ra luôn. Bật bật camera lên dạ, cho con cô. Con mới coi được. Rồi bật camera lên. Dạ.
Có con đang bật mà có. I don't see your camera. Cô không thấy. Rồi cô thấy rồi. Nhưng anh đang bật. Thấy rồi. Cô thấy rồi. Rồi bạn Bảo chọn đáp án là bạn Bảo chia là số nhiều. Chia số nhiều là don't like. Như Quỳnh tắt mic. Rồi chỗ trống thứ tư này chúng ta có hai chủ từ đều là cái tên hết. Một bạn tên là Lâm và một bạn tên là Nam. Lâm và Nam là hai người, vì vậy chỗ này chúng ta sẽ chia số nhiều. Rồi chúng ta nhìn tiếp. Taking photos. Taking photos, nhìn lên đây. À, mặt cười. Vậy chứng tỏ là Lâm và Nam đều thích chụp ảnh. Vì vậy chúng ta sẽ chọn là like. Like không có us. Rồi sao Gia Bảo mà vô duyên vô cớ ghi là don't like thế. Đây nè. Happy mà. The happy face. Đây nè, đang cười nè là thích đó. Rồi tiếp tục. Qua cái thứ hai là của bạn Thịnh. Thịnh ơi, bật mic lên cho cô Trang. Mẹ lắc luôn. Thịnh, Gia Thịnh. Dạ cô. Yeah. Rồi Gia Thịnh, chỗ này nè, chỗ trống thứ hai ở câu số 4 là của con. Ở đây con sẽ điền cái gì? Ở đây con sẽ cho don't like. À, con chị điền don't like hả? Rồi bây giờ chúng ta reset nhá. Playing the guitar, chơi đàn guitar. À, để mặt cười là bắt chắc chắn là không thích rồi. Vậy không thích chúng ta có hai đáp án, hoặc là don't hoặc là doesn't. Nhưng chủ từ ở đây người ta dùng là they, là họ. Họ ở đây là đang chỉ cả hai bạn, bạn Lâm và bạn Nam. Là nhiều người, từ số 2 trở lên là nhiều rồi. Vì vậy chỗ này chúng ta chia số nhiều. Không thích của số nhiều là don't like. Rồi chính xác ha. Rồi còn câu số 5. Câu số 5 của Sơn, bật mic lên nào con. Câu số 5 của bạn Sơn, cái đầu tiên là chia like ở số ít, và cái thứ hai là chia doesn't like. Rồi đối chiếu nha. Ở đây chủ từ của Sơn đang dùng là Xuân. Xuân đúng không? Xuân là nem. Nem thì chia chủ từ số ít. Xuân là chỉ có một mình bạn Xuân thôi. Đây chúng ta cùng nhìn nha. Cooking. Cooking là nấu ăn. Rồi cooking là nấu ăn. Nấu ăn là bạn Xuân thích. Đúng không? Bạn Xuân thích. Cho nên chúng ta sẽ chọn là like. Chia ở số ít. Chia ở số ít vì chỉ một mình bạn Xuân. Cứ một người là số ít. Hai người trở lên là số nhiều. Rồi ở trống thứ hai. Shopping, mua sắm. Shopping đây. Shopping tôi kêu là không thích nè. Không thích, không thích chúng ta có hai đáp án, hoặc là don't hoặc là doesn't. Doesn't nào ở đây. Nào khoan nào Sơn, ở đây chủ từ của con đang là she đúng không? She là chủ từ số ít hay số nhiều? Số ít. Số ít, vậy con sẽ chọn don't hay doesn't? Doesn't. Doesn't like. Yes, okay. Đúng hết rồi ha. Lớp mình nay vẫn rồi đó. Rồi, qua bài số 5. Bài số 5, read and write the numbers. Có 1, 2, 3, 4 câu. Rồi, cô sẽ chia ra cho 4 bạn nhé. Bạn thứ nhất, Hạo Nhiên. Hạo Nhiên làm câu 1. Hạo Nhiên làm câu 1. Gia Thịnh làm câu 2. Khánh Vy làm câu 3. Và Như Quỳnh làm câu 4. Rồi, 4 câu này chắc con là đánh vào khung chat.
Cô ơi, con thấy mẹ cô lát quá cô. Mẹ lát quá hả? Cô có bật, cô có làm gì đâu mà. Nó lát rồi, nó lát. Gia Thịnh, cô chưa thấy đáp án của con bật mic lên trả lời cô xem. Dạ cô. Con không chat được cô rồi. Ủa sao con không chat được? Chat của con nó bị gì con chat không được. Rồi vậy con nói cho cô cái câu của con chọn gì? Gia Thịnh nói cô nghe. Để con sửa cái câu của con. Dạ. Câu của con chọn gì? Dạ cái câu của con là bài nào đó cô? Còn bài nào nữa chứ nãy cô giao con có biết con làm câu nào không? À bài 6. Sao lại bài 6? Đang làm bài số 5 mà. À rồi, trong bài số 5 đó con có biết con làm câu nào không? Thịnh. Dạ con làm được. Dạ
À, con làm đi cô. À, con làm đi. Bài số 5 đó con làm câu nào? Câu của con là câu nào vừa nãy cô phân rồi? Hả? Câu của con là câu 3. Câu của con là câu số 2. À dạ, 2 là hình D. 2 là hình nào? Dạ, hình D. Rồi ok, vô sửa nha. Trời ơi, nãy giờ cô Trang chờ có mỗi mình Gia Thịnh mà không thấy đáp án đâu. Rồi bắt đầu nè. Bây giờ con chờ cô nói đâu có cô. Để cho con chờ cô nói á. Vậy hả, nãy giờ chắc cô nói là cô quên bật mic rồi. Rồi bây giờ nha, bắt đầu câu thứ nhất. Câu thứ nhất là của Hạo Nhiên. Hạo Nhiên chọn đáp án là yes hả? Là sao Hạo Nhiên? Quê cô, thật ra là con đã biết là nó là yes rồi cô ơi. Ủa vậy câu số 1 rốt cuộc là con chọn A, B, C, D? Cái này là câu hỏi, xong rồi con nhìn vào cái hình đó xem ngữ cảnh nào rồi con chọn cái hình mà, chứ đâu phải là yes or no đâu. Vậy là hình 1 rồi cô ơi. Hình 1. Câu số 1 hình 1 nè, hình nó có ghi nè, A, B, C, D nè. Câu số 1 là gì, đọc lên câu hỏi cho cô nghe coi. Can I use your MP3 player? À, tôi có thể sử dụng cái máy nghe nhạc của bạn không? Rồi hình nào là mượn cái máy nghe nhạc con? A, B, C, D. It's C. À, đúng rồi, picture C. Rồi, cảm ơn con. Rồi, qua câu số 2. Câu số 2 là của bạn Thịnh, Gia Thịnh, mở mic lên. Đọc và dịch cho cô câu hỏi này. Gia Thịnh, con đang chơi game đúng không? Cô Trang nói mà sao không nghe, không trả lời liền. Gia Thịnh, Gia Thịnh lần thứ tư. Ủa sao cô gọi con quá chừng quá đất mà con bây giờ mới trả lời? Con nghe cô nói nhỏ cười đúng cơ. À vậy là con đang xài điện thoại, con chưa chuyển qua chế độ loa. Bây giờ nhá, con có thấy cái biểu tượng cái micro không? Là con ấn giữ vào đó, con chuyển qua từ cái chữ iPhone thành cái chữ loa. Chuyển từ iPhone thành loa đi. Gia Thịnh nghe không? Nói gì vậy cô? Không nghe nói. Trời đất ơi. Bây giờ nè, cái điện thoại của con, cái điện thoại của con đang nằm ở chế độ tai nghe. Nó sẽ ghi chữ là iPhone, chứ nó không có ghi chữ là loa. Cô nói mà con nghe luôn á. Cô nói xíu là nó bị lắc rồi, con nghe rõ. Với lại tiếng của nhỏ nè. Rồi, thế này nha. Cô nhắn vào trong message. Gia Thịnh chuyển từ chế độ iPhone sang loa ngoài. Bóp chát. Gia Thịnh đọc bóp chát. Được cô, nãy con nghe được cô. Rồi bây giờ cô mời bạn khác. Cô mời bạn Sơn. Yes. Đọc và dịch cho cô câu hỏi số 2. Can. Dạ bạn. Cô làm cho cô. Là con điện OVE. Gia Thịnh ơi, cô đang làm bài số 5. Trời ơi. Sơn ơi, con bật mic lại, nói lại cho cô đi. Yes. Sơn. Yes. Rồi. Đọc lại cho cô câu này, can đọc tiếng Anh rồi. Can we have some cakes?
Dịch đi. Chúng tôi có thể. Từ have là gì? Have có nghĩa là có. Chúng tôi có thể có bánh kem được không? Some là gì? Some là Hạo Nhiên bật mic lên trả lời cho cô, some là gì? Dạ cô, son là nhạc cô. Cái chữ này nè, some. Some. S-O-M-E. Dạ để con. Dạ để con suy nghĩ. Để con suy nghĩ cô. Let me think. Để con search đúng không? Are you find the words on a Google? Con đang search lên Google á hả? Dạ không, là bài cô. Không phải, cái sum này là một vài. Ừ là vài á, đúng rồi, một vài. Rồi, đúng bạn cô. Sơn nhắc lại cho cô. Sơn. Yes, yes. Ừ, sum này là gì? Sum là một vài. Chính xác, sum là một vài gì đây con? Cake. Một vài. Cake bánh là gì? À, bánh. Cake là bánh ngọt chứ không hẳn là bánh kem nha. À, bánh ngọt được rồi. Đúng rồi. Chúng tôi có thể có một vài chiếc bánh ngọt được không? Con chọn hình nào? Chọn hình D. Ừ, D là đáp án chính xác. Ok. Tới câu thứ ba. Câu thứ ba là của bạn nào? Câu thứ ba là của Khánh Vy. À, Khánh Vy chọn A. Chúng ta cùng xem đúng hay không nhé. Rồi, bây giờ cô mời Hạo Nhiên đọc và dịch giùm cô câu hỏi thứ ba. À không, cô mời Gia Bảo. Gia Bảo. Yes. Đọc và dịch giùm cô câu hỏi thứ ba. Can we watch our DVD? Can we watch our DVD? Dịch đi con. Chúng tôi có thể xem đầu đĩa DVD của chúng tôi được không? À, chúng tôi có sẽ xem một chút DVD của chúng tôi được không? Rồi, bạn bạn Khánh Vy chọn là A. Hình A đúng chưa nhỉ? Đây, hình A. Gia Bảo, hình A đúng chưa? Đúng. À, đúng rồi. A là đáp án chính xác. Rồi, còn câu hỏi thứ tư, cô mời Như Quỳnh. Dạ. Đọc và dịch câu hỏi. Dạ là, can I play with him? Dumb. Dumb. Từ này đọc là dumb. Đâm có nghĩa là họ, nhưng mà đang ở dạng, đang ở thể túc từ. Cái này lên lớp 6 các con sẽ được học. Rồi dịch đi con. Vậy là chúng tôi. Cái chữ ai là chúng tôi hả? Chữ A là bạn. Ừ, rồi gì nữa? Chữ ai là bạn hả? Là tôi cô. Rồi dịch lại tôi sao? Dạ tôi có thể chơi với đâm là họ, với họ ở thể được không? À, tôi có thể chơi với họ được không? Con chọn đáp án nào? Dạ đáp án B. À, B là đáp án chính xác. Ok, cả lớp hôm nay làm rất tốt. Và cái phần bài tập về nhà, cái phần quay video clip là việc bắt buộc mà 6 thành viên trong lớp chúng ta đều phải làm. Sơn ơi, có nghe cô nói không? Hạo Nhiên. Hạo Nhiên. Yes. À, yes. Yes. Cô đang nói là cái phần quay video clip là bài tập bắt buộc nha. Bạn nào không có là cô cứ kêu, cô cứ nhắc hoài vậy đó. Nếu như mà ngày mai, trong vòng ngày mai mà bạn nào không quay clip rồi đăng lên cho cô đó là sẽ có hình phạt và cô sẽ phản ánh thái độ học tập nha. Rồi, bây giờ sẽ là chơi trò chơi. Thôi cô, nếu con bận mà đừng có cô, đừng có cô đừng có phạt con nha. Không, bận bài phạt chứ con. Bận bài chính đó cô à. Bận bài học chính đó cô nên là được cô đừng có phạt con nha. Không, cô sẽ phạt tại vì á
Đây là cái hẹn ở tuần thứ hai rồi. Bài tập này là bài tập cô giao từ 2 tiết trước, tức là từ tuần trước, là cho tới nay là hơn 1 tuần, gần 2 tuần, nửa tháng rồi. Cô không thể nào mà trì hoãn được nữa. Đây là bài tập bắt buộc và các bạn sẽ quay trong vòng tối nay hoặc là sáng mai. Rồi các bạn sẽ quay up video clip đó lên gắn hashtag. Còn cái thể lệ bài đó như thế nào cô sẽ nhắn tin qua. Rồi cô nói thời gian gửi chi tiết cái phần bài tập đó đến phụ huynh để phụ huynh nhắc nhở các bạn quay. Rồi bây giờ sẽ là phần chơi trò chơi. Cô tổng kết điểm nha cô. Đây, cô tổng kết điểm nhé. Hôm nay Thịnh phát biểu một lần, Khánh Vy do có lỗi cho nên là không tính. Rồi, bạn Bảo, Quỳnh, Sơn, cả ba bạn đều là đồng hạng 3. Đồng hạng 3. Ghê không? Chưa bao giờ luôn. Đâu, bạn nào chưa bao giờ? Hu. Con. À, bạn Như Quỳnh chưa bao giờ hả? Vâng. Rồi, bây giờ Như Quỳnh hỏi Sơn với cả Gia Bảo thử xem. Sơn với Gia Bảo có cho không? Có đồng ý không? No, no. Gia Bảo thì sao? No. No hả? Sao vậy? Yes, Lady no. First đi. Lady First đi lâu lâu cho no. Như Quỳnh chơi lần đi. Không sao mà, chúng ta còn nhiều buổi học sau mà. Ok. Rồi Như Quỳnh ơi. Dạ. Như Quỳnh ơi, cô này nỉ xin hai bạn thì lớp cũng nha. Cho con làm host rồi. Rồi bây giờ con muốn chơi trò nào nè? Chơi ba cô. Ok, Space Mask ha. We have 4 minutes. Chúng ta có 4 phút để chơi thôi. Easy, medium, hard. Con chọn mức nào? Mức thường. À, mức thường hả? Là medium đúng không? Yeah. Rồi, cùng chơi nào lớp ơi. Cell phone. Cell phone. Máy cell phone. Máy cell phone. Cell phone là gì? Ở dưới hành 4, ở dưới. Cell phone là điện thoại cầm tay. Cell phone là điện thoại cầm tay. Strawberry. Thứ hai. Bye. Rau. Thứ hai. Smoothie. Smoothie. Smoothie là sinh tố. Sinh tố rau. Sneakers. Dài, dài. Sneaker, dài, thể thao. Thể thao. Plate of salad. Plate of salad. Ta không nghe được hai cái, hai từ trên chúng ta nghe được cả. Salad. Salad. Salad là rau salad. Rainforest. Rainforest là gì? Rainforest. Rừng rậm, rừng nhiệt đới. Trophy là gì? Trophy. Uh-oh. Volcano là một thảm họa. Volcano. Núi lửa. Blender. Máy xay sinh tố. Drums. Chính xác.
Ok. Lớp ơi, lớp ơi, bài tập về nhà cô sẽ gửi sau nhé. Và buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Ok. Goodbye and see you next week. Goodbye teacher.